Đúng ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch, năm con giáp lộc trời rơi trúng đầu, cực đỏ, gặp vận may trúng số 2 lần, giàu ú giàu ụ. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, chúng ta đều biết rằng cuộc sống này không hề dễ dàng. Đều là những chuỗi ngày bon chen vất vả để kiếm được đồng tiền mưu sinh trong cuộc sống. Đã không ít người phải đổ mồ hôi, xương máu, thậm chí là cả tính mạng. Một số người còn cho rằng giàu nghèo là nỗ lực cá nhân, nhưng cũng có người cho rằng là do duyên số đã định sẵn. Bởi vậy, xem tử vi đã là một cái phong tục ăn sâu vào cái máu của người Việt Nam từ thời ông bà ta, với cái suy nghĩ là xem để đoán lành tránh dữ, không đánh mất cái thành quả mà mình đã nỗ lực gây dựng. Chính vì vậy mà mới đây, giới tử vi học đã dựa vào cái dự ngôn của các nhà tiên tri và đưa ra cái cảnh báo về ba con giáp có tài lộc bùng nổ, tiền về như trúng số, giàu nứt đố đổ vách nếu mà biết được điều này. Vậy thì cụ thể cần những lưu ý về điều gì? Cơ may bất ngờ nào đang chờ đón quý vị ở phía trước trong thời gian tới? Hãy cùng Tử Thông chiêm nghiệm ngay sau đây quý vị nhé. Thưa quý vị, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình cũng như là để luôn cập nhật những video mới nhất của Tử Thông quý vị nhé. Quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên mà Tử Thông muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch ấy, ngày Canh Ngọ này thì đó chính là những gia chủ tuổi Thìn. Quý vị thân mến, với những người tuổi Thìn trong ngày hôm nay thì được thiên ấn nó chiếu mệnh, nó dự báo đây sẽ là một ngày làm việc ổn định và có nhiều cái thành tích đáng kể với những người tuổi Thìn. Nếu mà đang làm trong công việc hành chính thì các bạn sẽ có cơ hội được đi công tác, hội thảo hoặc là trau dồi cái chuyên môn, tạo cái quan hệ xã giao và tạo thêm nhiều cái mối quan hệ hảo hữu với mọi người xung quanh. Vận trình tài lộc trong ngày hôm nay của những người tuổi Thìn thì cũng không có gì phải lo lắng. Cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ đều được ổn định, đảm bảo cho các bạn cuộc sống đầy đủ. Nếu như mà những người tuổi Thìn muốn bứt phá thì cần phải có kế hoạch dài hơi và cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, chứ không thể mãi an nhàn như hiện tại được. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, ngọ hỏa nó sinh cho Thìn thổ. Nó cho thấy những người độc thân ấy, trong thời gian này cũng sẽ có nhiều cái cơ hội để phát triển từ một cái mối quan hệ tình cảm thành tình yêu. Cả hai có sẵn sự tự tin để dành thời gian cho nhau nên luôn cảm thấy cái mối quan hệ nó tiến triển khá là nhanh. Nếu như mà các bạn cũng cảm thấy thoải mái với đối phương thì hãy thử mở lòng mình ra cho đối phương một cơ hội quý vị nhé. Và trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn, đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Thân. Thưa quý vị, những người tuổi Thân trong thời gian này ấy, nó cho thấy cái sự dứt khoát và cái khả năng thích nghi linh hoạt trong mọi cái hoàn cảnh. Vì trong ngày có tỷ kiên nhập mệnh, ngay cả khi phát hiện ra cái cách làm của mình không phù hợp thì các bạn cũng không ngần ngại điều chỉnh kịp thời để không làm gián đoạn cái quy trình. Nhờ vậy mà cái hiệu suất công việc nó được tăng lên đáng kể và luôn được đảm bảo. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của những người tuổi Thân trong cái ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch tới đây nhìn chung là cũng khá là ổn định. Tuy nhiên các bạn vẫn cần phải có kế hoạch tiết kiệm, kẻo cái số tiền kiếm được nó cũng không mấy mà bốc hơi tan biến. Nếu mà các bạn không định đầu tư ngay thì có thể gửi chúng vào cái tài khoản ngân hàng cho an toàn. Tuy nhiên vì cái ngũ hành nó xung khắc nên là cái đường tình duyên của những người tuổi Thân nó cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Những người độc thân không thuận lợi trong cái việc làm quen với những người khác giới, duyên đến rồi lại đi khá là nhanh. Các cặp đôi thì nảy sinh ra cái chuyện tranh cãi và giận hờn từ những cái chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Vì vậy, để hóa giải những cái khó khăn và mang lại cái thành công may mắn cho mình, những người tuổi Thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119
để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà tử thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Hợi. Thưa quý vị, những người tuổi Hợi trong ngày hôm nay được thực thần ở chiếu mệnh, nên là vận trình của những người tuổi Hợi báo hiệu cái tài lộc và cái công việc nó có nhiều cái dấu hiệu khởi sắc đáng mừng. Nói chung ấy, những gia chủ tuổi Hợi này biết cách làm những cái gì để có được cái nguồn thu nhập tốt hơn, và giờ là cái lúc để quý vị có thể là được hưởng cái thành quả cho những cái cố gắng của mình. Quý vị hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch hợp lý để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì cái vấn đề tiền bạc quý vị nhé. Bên cạnh đó, cái vận trình sự nghiệp cũng có quý nhân nâng đỡ, nên là công danh cũng có nhiều cái khởi sắc phát đạt. Nhìn chung ấy, con giáp này sẽ có cơ hội thể hiện được cái tài năng và tạo tiền đề phát triển cho tương lai. Không như vậy, con đường thăng tiến cũng nhờ vậy mà được mở rộng thênh thang. Tuy nhiên, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Hợi thì cũng không được suôn sẻ, do gặp cục diện là ngọ hỏa nó khắc hợi thủy là xung khắc. Vậy nên đôi khi ấy, quý vị đừng quá so đo trong chuyện tình yêu, cứ nghe con tim mách bảo và đưa ra cái sự lựa chọn phù hợp cho chính mình quý vị nhé. Càng suy nghĩ thì đôi khi lại càng dễ dẫn đến những cái sai lầm. Vì vậy, để hóa giải những xung khắc và mang lại may mắn cho mình thì những người tuổi Hợi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Hợi, đó là con giáp may mắn thứ ba. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ tư mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong cái ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch ngày Canh Ngọ này không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Mùi. Quý vị thân mến, vận khí của những người tuổi Mùi khá là hanh thông, công việc thì tiến triển thuận lợi, mưu sự thì dễ thành, miễn là quý vị quyết đoán và nỗ lực đến cùng. Luôn có quý nhân phù trợ đó, trong ngày hôm nay được cục diện là Ngọ Mùi nhị hợp nó tương trợ giúp đỡ. Vậy nên những người tuổi Mùi trở nên mạnh dạn hơn trong vấn trình khởi nghiệp, tiến hành các kế hoạch dự định ấp ủ thì cũng sẽ dễ đạt được những cái thành tích đáng kể. Bên cạnh đó, cho tập thể các bạn hãy mạnh dạn thể hiện bản thân, tranh thủ cái sự ủng hộ của mọi người và hãy thể hiện rõ cái thái độ trân trọng sự trợ giúp đỡ đó. Các bạn sẽ hướng các mối quan hệ xã hội, xã giao của mình đến cái chiều hướng tích cực hơn, rất có lợi cho cái việc phát triển sự nghiệp. Bên cạnh đó, cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mùi trong thời gian này cũng đang trên đà thăng tiến. Và hôm nay, dù là người làm công ăn lương hay là những người làm buôn bán kinh doanh ấy, thì cũng sẽ có một chút lộc lá về tay. Tiêu tiền thì cũng khá là rủng rỉnh mà không lo túng thiếu. Nhưng các bạn vẫn nên chi tiêu có kế hoạch. Nếu không ấy, sẽ dễ dẫn tình trạng là gì? Vung tay quá chán, vỡ nợ trắng tay. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán tự chủ, thì các bạn cũng cần phải làm việc cũng như là chi tiêu một cách có kế hoạch, tránh tình trạng nay lãi mai lỗ, tiền vào túi rồi lại gì, rồi lại ra ngay, khó mà tích lũy cho tương lai sau này. Bên cạnh đó, chuyện tình cảm trong ngày hôm nay cũng được cục diện hỏa thổ tương sinh, nó đâm ra là nó vô cùng tốt đẹp. Đôi lứa có sự ăn ý ngầm mà cũng chẳng cần phải nói ra miệng, giữa hai người thì không còn tồn tại bất cứ cái bí mật gì nữa. Quý vị luôn thoải mái chia sẻ và tâm sự với nhau về những cái niềm vui và nỗi buồn trong cuộc sống. Vì vậy, để gắn kết thêm cái hạnh phúc và mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những gia chủ tuổi Mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 349 119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mùi, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Dần. Thưa quý vị, trong cái ngày mùng 2 tháng 10 ngày Canh Ngọ, những người tuổi Dần được cục diện Dần Ngọ tốt là tam hợp, thì nhờ có tam hợp giúp sức mà những người tuổi Dần cũng sẽ gặt hái được nhiều thành công trên các phương diện sự nghiệp. Nếu ai mà tham gia thi cử tuyển dụng thì có thể nhận được những cái tin vui. Mọi cố gắng của các bạn bỏ ra thì nó đều được đền đáp một cách xứng đáng. Với những người có công việc ổn định thì bây giờ các bạn có thể xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa, mọi người đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển. Công việc thuận lợi cũng kéo theo cái tình cảm
và cái tình hình tài chính của các bạn cũng có những cái chuyển biến đáng kể. Những người làm công ăn lương có nhiều cái cơ hội nhận được những khoản thưởng nóng, hậu hĩnh. Còn với những người làm kinh tế thì trong cái ngày hôm nay cái tài lộc cũng dồi dào. Đây cũng là lúc thích hợp để cho các bạn ký kết hợp đồng với đối tác, mở rộng cái quy mô làm ăn và sản xuất của mình. Bên cạnh đó, phương diện tình cảm cũng báo về nhiều tin vui. Vợ chồng của các bạn thì đồng lòng đồng sức, và vậy nên mọi khó khăn nào cũng có thể không thể cản bớt được hai người. Những người độc thân có thể được bạn bè người thân giới thiệu cho những cái cơ hội, những cái đối tượng khá phù hợp. Vậy nên các bạn hãy dành thời gian cân nhắc đối phương các bạn nhé. Và để mang lại cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần, đó là con giáp may mắn thứ 5. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 6 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những gia chủ tuổi Tuất. Thưa quý vị, với cái sự xuất hiện của cục diện tam hợp Dần, Ngọ, Tuất mà những người tuổi Tuất có thể đón nhận những cái tin vui, tốt lành, may mắn trong vận trình sự nghiệp. Con giáp này sẽ tạo dựng được một cái mối quan hệ tốt đẹp và duy trì trong một cái thời gian dài. Nhờ vậy mà các bạn có thể là được giới giúp đỡ kịp thời khi mà cần thiết. May mắn còn đến với những con giáp này trong cái chuyện tiền bạc. Gia chủ sẽ được lộc trời ban, nên là cái tài vận nó được tăng tiến. Tiền bạc thì ào ào đổ về đầy túi. Xong, những người tuổi Tuất vẫn cần phải có kế hoạch chi tiêu một cách hợp lý, chứ đừng có vung tay quá chán, cứ tiêu xài hoang phí thì tiền có nhiều đến mấy cũng sẽ có lúc cạn kiệt quý vị nhé. Bên cạnh đó, trong thời gian này lại được cục diện ngũ hành tương sinh, đúng không ạ? Ngọ hỏa nó sinh cho Tuất thổ, vậy nên là nó cũng thúc đẩy cái vận trình tình duyên nó thêm phần khởi sắc. Các cặp đôi sẽ trải qua những cái giây phút thăng hoa trong cái tình yêu, có thêm nhiều cái kỷ niệm đẹp gắn kết giữa hai người lại với nhau. Dù đôi khi vẫn còn tranh cãi, giận hờn, nhưng mà cũng sau cùng thì tình yêu cũng sẽ giúp cho họ vượt qua tất cả và đạt được cái sự sung túc, trọn vẹn. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm may mắn và tài lộc cho mình ấy, những gia chủ tuổi Tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tuất, đó là con giáp may mắn thứ 6. Thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong cái ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch ngày Canh Ngọ. Trong ngày mùng 2 tháng 10 âm lịch ngày Canh Ngọ, chúng ta sẽ có 6 con giáp được thần tài chiếu mệnh, dễ vượt qua khó khăn và đạt được những thành công rực rỡ. Đó là những con giáp sau: 1. Tuổi Thìn, 2. Tuổi Thân, 3. Tuổi Hợi, 4. Tuổi Mùi, 5. Tuổi Dần và 6 là những người tuổi Tuất. Hy vọng những cái thông tin mà Tử Thông chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay sẽ giúp ích phần nào, giúp cho quý vị vượt qua được những khó khăn và đạt được những cái mục tiêu, cũng như là có những cái kế hoạch, những cái bước đi đúng đắn trong thời gian sắp tới. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.